49. Tùy cơ thuyết pháp. Mồng 10 tháng 8 năm 1954, cư sĩ Trần Thụy Sương cùng người bạn họ Kỷ đến Tây Lạc Viên bái kiến ngài. Ông Kỷ là bác sĩ chuyên trị bệnh trật xương gân, lại có thể sắp nối lại những chỗ xương bị gãy. Vì ngài thường tùy thuận căn duyên của từng chúng sanh mà ban giáo pháp, thế nên ngài hỏi ông Kỷ: xương người bị gãy ông nối lại được, vậy mà người đứt đoạn ông có thể nối cho sống lại không? Không thể được. Sao lại không được? Xưa kia trong thời Tam Quốc, quan công bị tên độc bắn trúng tay, mạng sống rất là mỏng manh, không thể sống qua được đến một ngày. Nếu Khuê Đà đã không giúp quan công nạo xương trị liệu, khiến quan công sống lại, vậy đấy có phải là sinh mạng đã được nối lại hay sao? Nhưng phương pháp nối mạng này cũng không phải là cách cứu cánh hay nhất. Cho nên, bây giờ tôi sẽ dạy ông một phương pháp nối mạng khác rốt ráo và hay hơn nhiều. Phương pháp nối mạng là cần phải minh tâm kiến tánh, mà kết quả căn bản là sẽ chấm dứt sanh tử, thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, khôi phục lại bản lai diện mục đồng Phật không khác. Nhưng muốn minh tâm kiến tánh thì phải tham thiền chứng ngộ. Phương pháp tham thiền thực chứng ví như gà ấp trứng, mèo rình chuột, nghĩa là phải liên miên, mật mật tập trung tâm ý, đến khi thoạt nhiên khai ngộ thì liền chứng đắc được pháp vô sanh. Phương pháp tham thiền cùng niệm Phật vốn không đồng. Tham thiền tức tham thoại đầu, tham cho đến biển cạn non mòn, thì nhất định sẽ liễu ám hoa minh, tức là tâm mê bừng sáng. Hành giả đã leo lên đến cùng tột của một cây cột cao ngất trời, nhưng còn có thể bước thêm một bước nữa để vào khoảng không vô tận. Rồi trong một khoảnh khắc, hành giả bước vào sự sống mới, tự trong lòng bàn tay mình sẽ cầm giữ được sự sanh tử và thoát ra khỏi vòng cai quản của Diêm Vương. Đó là phương pháp kéo dài kiếp sống của tôi. Trong thế hệ này, đã có người đang áp dụng được như thế. Đó là Đại Lão Hòa Thượng Hư Phân, nay đã ngoài 110 tuổi, hiện vẫn còn tại thế. Ngài chính là vị cao tăng am tường phương thức nối mạng này. Nghe ngài giảng, bác sĩ Kỷ cảm thấy thú vị vô cùng vì đã thấu rõ tận tường chân lý. Từ đó, ông thường lui đến Tây Lạc Viên để thân cận học hỏi với ngài. Sammo di soha.